Hello, chào mừng toàn thể các bác quay trở lại với kênh Hòa Audio nhá. Tiếp tục cái video thì trong ngày hôm nay em sẽ test những chiếc loa của dòng MOF KD12 mà sản phẩm này bán rất là nhiều cho tất cả các bác luôn. Và hiện nay thì có hai đôi thì cũng test lên được cho các bác nhá. Đây, các bác nhìn này. Dòng loa của MOF KD12 rất là đẹp luôn các bác nhá. Về bản chất của dòng MOF này, nó là dòng công nghệ thương hiệu của Đức thì nó là hàng bãi xịn các bác nhá. Và được sản xuất tại nhà máy của Trung Quốc thì những dòng sản phẩm KD10, KD12 em bán khá là nhiều. Thì đầu video các bác vui vẻ ủng hộ cho Sim một like nhá. Bản nhạc laptop các bác nghe trải nghiệm qua một đôi loa MOF KD12 và súp laptop bát 40 qua nhà súp hơi nhá. Các bác đeo tai phone vào cửa âm nhá. Và nhạc quá bảo lực luôn các bác nhá.